Trong ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cũng như ngày công bố điểm chuẩn đại học, Mong Thị Nhàn, cô học trò dân tộc Khơ Mú ở huyện Kỳ Sơn vẫn miệt mài bẻ sắn trồng ngô trên rẫy. Vì vậy, em là người cuối cùng của lớp 12C1 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An, biết mình là thí sinh có điểm thi cao nhất trường và còn đậu nguyện vọng 1 của trường đại học top đầu, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cháu đang ở trên nương rẫy, về đến chiều thì cháu mới biết. Và khi biết điểm thì cháu rất là vui mừng và ngạc nhiên. Người đầu tiên mà cháu nghĩ đến đó là bố mẹ. Vì bố mẹ khổ cực, làm việc rất nhiều để nuôi cháu ăn học đến lớp 12. Người thứ hai đó là các thầy cô trong trường nội trú. Bận việc nương rẫy nên trong suốt 3 năm học ở trường nội trú, Nhàn chưa một lần được bố mẹ xuống thăm, không được sắm quần áo mới trong ngày khai trường như nhiều bạn. Nhưng em không vì thế mà buồn, bởi với Nhàn, được đi học là may mắn, vì học mới có thể thoát nghèo, mới có thể giúp đỡ được bố mẹ. Hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng mà cháu sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức để không phụ lòng bố mẹ và sớm được đỡ đần cho bố mẹ. Với Dương Lê Minh, trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3, bố mẹ là giáo viên, gia đình em không quá vất vả, nhưng điều kiện học tập, học thêm ở một ngôi trường nằm trên đỉnh rú Cổn Vệ này lại rất khó khăn. Thế nhưng, trong mùa thi năm nay, Minh không chỉ đạt thủ khoa tổ hợp tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh, mà còn tham gia cả hai kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia. Và em nằm trong top 3% thí sinh có điểm thi cao nhất. Đầu tiên mà để đạt kết quả trong các kỳ thi thì đầu tiên con nghĩ là phải tập trung hiểu bài và chú ý đến lớp. Với kỳ thi đánh giá năng lực, kiến thức ở đấy là rộng nhưng không sâu nên là mình chủ yếu nắm chặt trong sách giáo khoa. Về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, ngoài việc học nghề học trên lớp, mình muốn các sách tham khảo thêm và tham gia xem các video live stream của các thầy cô dạy trên mạng để nâng cao kiến thức các giảng bài và học các cách giải nhanh. Minh, Nhàn và rất nhiều học sinh xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương năm nay, mỗi em một hoàn cảnh, một câu chuyện vươn lên khác nhau. Các em chính là những tấm gương về ý chí, nghị lực, vượt khó học giỏi để học sinh trong tỉnh học tập.